năm cuộc đời. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu tư cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Kỷ niệm ngày cưới hôm nay là được các con các cháu là tập trung rất là đông đủ để mà mừng ngày cưới của hai vợ chồng bố mẹ rồi ông bà, tức là được 40 năm ngày cưới. Thì trong những năm đầu thì cũng nhờ ơn ông bà bố mẹ thì cũng được vợ chồng cuộc sống hạnh phúc, xây dựng kinh tế gia đình. Thế các con cũng ngoan, học cách biết ơn, tức là biết ơn ông bà cha mẹ đã sinh ra mình. Cũng như thời đầu, như mọi các cái lứa thanh niên và tuổi trẻ thì mình tìm hiểu nhau trong khi đang ở quân ngũ. Thế và bà xã thì cũng tham gia sản xuất ở địa phương. Với tuổi còn trẻ cả thì gặp nhau cũng chỉ có duyên với nhau, thế là đạt được đến hạnh phúc gia đình. Còn đều phải nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình qua từng thời kỳ một, những lúc khó khăn, những lúc thuận lợi, những lúc khó khăn thì đều cũng phải nuôi dưỡng cái tình cảm gia đình. Giờ vẫn phải dạy bảo các con, các cháu là nuôi dưỡng cái hạnh phúc gia đình là chính. Làm ăn thì nuôi các cháu, dạy bảo các cháu ăn học. Mẹ yêu quý của con, hôm nay là kỷ niệm 40 năm ngày cưới của bố mẹ. Thì thực sự là chúng con, và ngày mai cũng là sinh nhật của mẹ luôn. Thì thực sự là con cảm thấy vô cùng tuyệt vời khi mà được dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày cưới của bố mẹ. Nhân dịp những ngày đặc biệt như thế này, con xin chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và con cũng vô cùng biết ơn bố mẹ đã sinh ra chúng con, nuôi dưỡng, giáo dục chúng con trở thành những con người có ích cho xã hội. Chúng con xin hứa sẽ luôn sống tốt, sống hạnh phúc để bố mẹ không phải lo lắng gì về chúng con, và cũng để luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Xin cảm ơn các con. Hôm nay nhân ngày kỷ niệm 40 năm ngày cưới của bố mẹ, cũng là ngày sinh nhật của mẹ 60 tuổi. Con cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra chúng con, dành cho chúng con quá nhiều tình cảm. Con là út ít nhất nhà. Con là út ít thêm nếm của bố mẹ. Con chỉ mong tất cả chúng con mong là bố mẹ luôn hạnh phúc, khỏe mạnh, sống thật lâu bên chúng con. Mẹ xin cảm ơn. Yêu mẹ. Nay được 40 năm ngày cưới và ngày sinh nhật cùng ngày, thì có các con tổ chức 40 năm ngày cưới và sinh nhật cho tôi rất phấn khởi, sung sướng. Và sung sướng các con đã tổ chức cho mẹ và bố, thì cũng cảm ơn tất cả các con, chúc các con mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Thì hôm nay cũng là ngày lễ kỷ niệm 40 năm ngày cưới của bố em và mẹ em. Thì với bản thân em thì điều mà khiến em thần tượng nhất ở bố và mẹ em, trong gia đình thì bố mẹ luôn là che chở bao bọc con cái, mặc dù là các con giờ đã trưởng thành hết rồi,
Thế nhưng mà bố mẹ vẫn luôn luôn là bao bọc và che chở, dạy bảo các con. Em rất nể phục bố mẹ em, là bởi vì là về cái việc đối nhân xử thế, đối xử với những người bên ngoài. Mà khi em ra đường, em nói em là con của bố em, mẹ em, thì mọi người rất là nể, mọi người rất là kính trọng, nể phục. Và rất cũng từ đó mà mọi người rất quý mình. Bản thân mình là cũng được hưởng cái sự kính trọng của người khác. Và từ chính từ sự kính trọng người ta dành cho bố mẹ mình. Hôm nay là ngày kỷ niệm 40 năm ngày cưới của bố mẹ, thì con xin chúc bố mẹ luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Và cũng mong muốn là bố mẹ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, vì chúng con đều đã trưởng thành hết rồi. Bố mẹ, con mong là bố mẹ sẽ dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Bố mẹ rất là tình cảm. Nói chung là tình cảm, hai ông bà tình cảm với nhau, với cả ông bà tình cảm với các con nữa. Nói chung là kiểu quan tâm về chúng là yêu thương các con rất là nhiều, từ những cái việc nhỏ nhất. Anh như cơn gió tu bay bay nhẹ nhẹ, đưa em đi tìm vần thơ. Qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đang ước mơ. Mơ ôm anh trong tay đêm mưa thì thào, cho bão tố về làm chiến bao. Mơ yêu anh thiết tha như yêu lần đầu, em muốn yêu anh dài lâu. Làm mật đến khi loài chim quên lối bay, khi ôm anh trong tay em nghe ngọt ngào. Nếu đời là một giấc chiêm bao, xin yêu anh thiết tha như yêu lần đầu, em muốn yêu anh dài lâu. Anh em muốn yêu anh dài lâu, anh em muốn yêu anh đậm sâu. Anh, em đã thương anh từ lâu. Anh, em muốn yêu anh dài lâu. Anh như cơn gió tu bay bay nhẹ, vần thơ. Qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đang ước mơ. Mơ ôm anh trong tay đêm mưa thì thào, cho bão tố về làm chiếm bao. Mơ yêu anh thiết tha như yêu lần đầu, em muốn yêu anh dài lâu. Anh em muốn yêu anh dài lâu. Anh em muốn yêu anh đậm sâu. Anh em đã thương anh từ lâu. Yêu anh cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu làm một giây. Yêu anh
cho đến khi ông thôi làm mặt, đến khi loài chim quên lối bay. Khi ôm anh trong tay em nghe ngọt ngào, nếu đời là một giấc chiêm bao, xin yêu anh thiết tha như yêu lần đầu, em muốn yêu anh dài lâu. Anh, em muốn yêu anh dài lâu. Anh, em muốn yêu anh đậm sâu. Anh, em đã thương anh từ lâu. Anh, em muốn yêu anh dài lâu. Anh, em muốn yêu anh dài lâu. Anh, em muốn yêu anh đậm sâu. Anh, em đã thương anh từ lâu. Anh, em muốn yêu anh dài lâu. Anh, em muốn yêu anh dài lâu. Anh, em muốn yêu anh dài lâu. Cảm động và rất là vui mừng, phấn khởi thì được các con nhớ đến ngày 40 năm bố mẹ xây dựng gia đình. Thế và bố cũng muốn cảm ơn đến các bề trên, ông bà, bố mẹ đã sinh thành ra bố Thành và mẹ Vân. Thế cũng là nhắn nhủ các con là cũng phải biết ơn đến ở trên, biết ơn đến ông bà, bố mẹ, biết ơn đến người sinh thành ra các con. Và các con cũng nuôi dạy các cháu để mà trở nên thành những người có ích cho xã hội và xây dựng một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Bố cũng rất là muốn chia sẻ nhiều với các con, nhưng hàng ngày thì đều là có những cái tâm sự riêng để mà cho các con cũng hiểu được. Thế và cũng nhân đây thì cũng bố xin cảm ơn tất cả các con đã có dịp này để tổ chức cho bố mẹ, và cũng là nhân dịp ngày sinh nhật của mẹ. Thế là bố rất là phấn khởi. Thế cầu mong là các con mỗi gia đình đều có một cái cuộc sống hạnh phúc và đầm ấm để nuôi dạy cho các con. Bố rất cảm ơn. Và một điều rất là tuyệt, và đó là một điều rất là hạnh phúc của những người làm cha làm mẹ. Và sau đây xin được mời anh con trai sẽ tiến về phía đứng bên cạnh bố của mình. Rượu, sâm banh, xin mời. Ai ướt kệ nhá. Tuyệt vời. Xin mời ông bà sẽ tiến về bên pháp ly để dâng lên pháp ly hạnh phúc cùng đong đầy yêu thương, xin mời. Quá tuyệt vời, kính thưa tất cả quý vị. Với niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao trong ngày hôm nay, đó là ông bà được đồng hành cùng với các con, các cháu, cũng bắt đầu từ những câu hỏi, những câu lời đề nghị, và đã được bà đồng ý, để rồi ông bà đã về chung sống cùng một nhà. Với một lời phát biểu rất là chí tình và chí nghĩa của ông vừa rồi, đó là ông đã cảm ơn tới các đấng sinh thành ra ông và bà, cũng như các bậc bề trên của gia đình, tạo nên một điều rất tuyệt. Và xin mời ông sẽ dừng lại ạ. Ông sẽ rót súp con vào hai chiếc ly này ạ. Một bài hát Em Đồng Ý rất là hợp lý trong khán phòng lúc này. Và hai chiếc ly, sau đó con mời ông bà sẽ cùng tiến lên vào giữa để cùng nâng ly rượu. Và sau đây tất cả gia đình chúng ta sẽ 1 2 3 rô, 1 2 3 rô, 1 2 ạ. MC hô 2 3 rô, 2 3. 2 3. 2 3. Bên tay phải ạ, cùng cầm bên tay phải, lồng tay đi ạ. Đây là không thơ.
hai cái hơi phí thôi ạ. À, xin mời bố mẹ ạ. 2, 3. À, xin mời ạ. Và sau đây, bà giữ nguyên tư thế như thế cho con ạ. Đó, bà để cho các con đấy ạ. Rồi. Thực ra một người phụ nữ rất là đoan trang, một người phụ nữ Á Đông của chúng ta rất là tuyệt vời. Và kính thưa toàn thể quý vị, đó là những vừa qua, bên cạnh niềm vui và sự ngọt ngào cũng không tránh được những nỗi trông gai, nhưng tất cả những nỗi trông gai đó đã được nổ một tràng pháo tay thật lớn để đeo vào một chiếc mũ. Và sau đây xin được mời em nhớ ta hát mừng sinh nhật một hai ba ta cùng thôi tắt lên happy birthday to you. À, chúc mừng sinh nhật bà, chúc mừng niềm vui và niềm hạnh phúc của gia đình ông bà. Và sau đây xin được mời ông bà có một câu thơ nói rằng chỗ ướt mẹ nằm và chỗ giáo Phật con, để rồi ngày hôm nay các con của ông bà lại hết sức là phương trưởng và trưởng thành. Và một điều rất là tuyệt vời trong ngày kỷ niệm 40 năm ngày cưới. Và sau đây xin được mời ông bà, mỗi người sẽ cầm một hộp nhẫn ạ. Và ông sẽ mở nhẫn ra để đeo vào tay của vợ mình ạ. Vâng, xin mời ông ạ. Ông sẽ mở hộp nhẫn ra. Một chiếc nhẫn nhỏ hơn ông sẽ cầm trên tay để trao vào ngón tay người vợ của mình, người đã cùng mình đồng cam và cộng khổ, người đã cùng mình vượt qua rất nhiều những chông gai, những thử thách trong cuộc sống này, để rồi từ ngày hôm nay gia đình ông bà đã tạo thành một gia đình hạnh phúc như cái tên mà các con các cháu trong gia đình đã cùng nhau đặt ra. Rất là tuyệt vời. Và sau đây xin được mời bà sẽ đeo nhẫn cho người chồng của mình. Kính thưa các anh chị và kính thưa ông bà, có lẽ rằng một kỷ niệm, một khoảnh khắc mà ông bà trao nhẫn cho nhau như thế này là một điều rất tuyệt vời. Mắt em long lanh, giọt nước mắt khẽ rơi. Niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xắn có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình. Ngày vui của ông bà cháu ấy vui và hạnh phúc ạ. Cháu chúc ông bà là mãi mạnh khỏe hạnh phúc lâu cùng con cháu ạ. Phút giây mong chờ ngày hôm nay đến rồi. Lúc anh thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi. Mắt em long lanh, giọt nước mắt khẽ rơi. Niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi. Nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại.